Wow, chim bay quá chừng luôn. Ok, Dawson. Sưng đang chờ nướng thịt. Bữa nay không có mùa. Không có mùa cua. Đang nướng barbecue. Chim chóc đang đậu vòng vòng chờ ăn. Đi chợ gấp nó để đũa để vô vậy hả? Dục đây á, mẹ đang quay phim á, là mấy cha con đang ăn thịt nướng với lại cơm, ngon không? Bữa nay mình có bắt được cua không ta? Đây, đây một lồng cua kéo được bao nhiêu con Sương, đếm coi Sương. 6, 8, 10 con. Một lồng cua kéo được 10 con mà tất cả đều là đủ size hết. Mấy vị ha, đủ không? Mấy vị. Con này là bự đủ á. Ok. Ok, bây giờ đoàn làm phim chúng tôi tạm ngưng tại đây để bắt cua ra. Nó chuyện chảnh. Trời ơi, không mở khóa.